Cầu thủ Hà Nội FC chia sẻ gì sau khi vô địch V-League 2022? Nhiều cầu thủ của Hà Nội FC đã không giấu nổi niềm vui sướng khi giành chức vô địch V-League sau chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 13 tháng 11. Sau khoảnh khắc đăng quang và nhận chiếc cúp vô địch V-League 2022, nhóm cầu thủ Hà Nội FC hạnh phúc chia sẻ niềm vui bên cạnh người thân và gia đình trên sân nhà hàng Đẫy vào tối nay, ngày 13 tháng 11. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ, mùa giải này, tôi gặp nhiều khó khăn khi trở lại sau chấn thương. Nhưng tôi may mắn vẫn có thể cống hiến và đóng góp vào chiến thắng của toàn đội. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực trau dồi, đạt phong độ tốt hơn nữa ở phần còn lại của mùa giải 2022 để có thể hoàn thiện và cùng Hà Nội FC giành thêm danh hiệu. Cảm xúc lúc này thật khó tả. Tôi muốn gửi niềm vui đến tất cả cổ động viên của đội bóng Hà Nội FC, hậu vệ sinh năm 1999 nói. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng không giấu được cảm xúc sau khi lên ngôi cùng đội nhà. Cầu thủ này đã cùng Hà Nội FC giành 4 chức vô địch V-League vào các năm 2016, 2018, 2019 và 2022. Hùng Dũng cho biết, điểm mấu chốt giúp Hà Nội FC giành chức vô địch có lẽ nằm ở việc thu thập kết quả tốt trước các đối thủ trực tiếp. Những chiến thắng quan trọng giúp Hà Nội FC tự tin hơn để hướng đến mục tiêu. Tiền vệ Hùng Dũng cho hay toàn đội đang cảm thấy sung sướng với chức vô địch V-League. Song sẽ tiết chế để tập trung tối đa cho các mục tiêu còn lại của mùa giải 2022 như cúp quốc gia. Trong khi đó, đội trưởng Hà Nội FC, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng nghẹn ngào sau chức vô địch V-League 2022. Theo Văn Quyết, Hà Nội FC giành chức vô địch nhờ tinh thần đoàn kết. Đây là vũ khí bí mật của đội bóng thủ đô để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất, đặc biệt khi các cầu thủ trẻ và giàu kinh nghiệm đều đồng lòng. Với việc giành chức vô địch V-League 2022, tiền đạo sinh năm 1991 đã có 5 lần lên ngôi. Cùng với Hà Nội FC sau các năm 2011, 2016, 2018 và 2019, sau nhóm cầu thủ, huấn luyện viên trưởng Chun Jae Eho cũng dành nhiều thời gian chia sẻ cảm xúc với truyền thông khi nhận giải thưởng vô địch. Ông Chun Jae Eho trở thành huấn luyện viên ngoại đầu tiên trong lịch sử Hà Nội FC giành chức vô địch V-League. Huấn luyện viên người Hàn Quốc nói, lúc này, tôi rất vui và hạnh phúc vì đã đạt được mục tiêu đề ra. Tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành công việc. Tôi nghĩ rằng Hà Nội FC đã đúng đắn khi chọn tôi cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Ông Chun Jae Eho đã tiết lộ một trong những bí quyết giúp bản thân thành công tại Hà Nội FC. Đó là hiểu văn hóa và bóng đá Việt Nam, sau đó tìm ra giải pháp và lối chơi phù hợp với những con người đang có tại Hà Nội FC.